Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một clip nhưng cũng lâu lắm rồi mình chưa làm. Rồi mình sẽ làm clip cho các bạn xem. Thì hôm nay thì chủ yếu á là mình sẽ làm thay lại nền nhá. Mình sẽ thay lại nền cho mấy con bộ cạp được tặng này. Rồi tiện đây mình cho hai con Sun Tiger của mình ăn luôn. Sun Tiger của mình thì lúc trước mình còn làm lúc nhận rồi. Thì bây giờ nó cũng lớn lắm các bạn. Hình như là 4 tháng rồi. Nhưng mà bây giờ nó lớn lắm. Nó nằm trong này này. Này các bạn nhìn này, cái nhà mình làm này. Nó nằm ở trong này, nhưng mà bình thường mình cho ăn á thì mình cũng ít khi quan sát nó lắm. Mình chỉ bỏ thức ăn vào, để thức ăn vào thôi. Các bạn nhìn này, mình có hộp trà sữa này. Thì cái hộp này là hộp trà sữa nhá. Thì các bạn thích thì các bạn có thể là làm cái hộp này thì rất là ok luôn. Mình thấy nó khá là hợp lý cho mỗi con nhện cây ở trong cái hộp này, với lại là đẹp nữa, gọn, không có đắt, nó tiện lợi. Đây, từ đây mình sẽ mở ra này. Sun Tiger này thì cho bạn xem sơ qua này, nó cũng răng tơ nhé bạn, nó cũng răng tơ này. Nói chung là nhìn cây con nào cũng răng tơ hết. Dạn này các bạn này, dạn mình cho ăn gần hết rồi. Bây giờ còn ở lúc trước mình còn làm clip nhận dạn rồi các bạn. Dạn này thì cho ăn cũng ok lắm. Từ từ tiện mình cho nó ăn luôn. Thì bình thường thì mình không có để sinh sản hết thì mình mua. Wow, ăn rồi các bạn ơi. Nhanh thế, không kịp nhìn luôn. Còn con bên này, để xem sao. Cứ để cho nó thoải mái nhé. Các bạn cứ nèm con mồi vào là nó thử săn mồi thôi, chứ không sao hết. Bình thường mình sẽ cho ăn hai con. Dạng này, dạng đen này thì sai sinh sản rồi các bạn. Nhưng mà thôi, sao cho ăn luôn, tại vì bữa giờ mình chưa cho ăn. Để xem, quan sát một xíu nha. Quan sát nó sẽ khó ăn không nha. Bọc cạp của mình từ lúc mình được tặng bây giờ giờ nó mới lột xác các bạn ơi. Thì tiền đây thì mình sẽ làm lại nền cho nó luôn. Tại vì mình nghe người ta bảo là nhỏ nước các bạn, nhỏ nước vào á. Thôi không sao, lắp lại đi. Nó từ chăn một Sun Tiger này, buổi sau mình cho các bạn xem. Sun Tiger này nó vừa bây giờ nó ra Tiger đẹp lắm. Đây, sao? À, tiền đây này. Mình có mấy con Colony. Đây này. Thì mình cũng mời lấy về các bạn. Bên này thì OBT này, còn Colony mình có mấy con thôi. Đây, này các bạn này. Colony mình lấy về 5 con nhưng mà nền hơi khô. Thế bữa giờ mình lại mời lấy về được mấy ngày nữa thôi. Nhưng mà đây Golden này. Rồi con này gần lột xác rồi sao? Ừ, gần lột xác rồi. Đít nó trọc hết rồi các bạn này. Thì mình còn đâu? Đúng rồi, còn 4 con đó các bạn. 4 con như vậy thôi. Thì nó rất là hiền luôn. Mấy cái dòng này rất là hiền, rất là chậm nữa, rất là dễ thương luôn. Thì dòng này thì sống nó giống như giống như con Salomon Bing ấy. Salomon Bing bây giờ của mình cũng lớn rồi. Con gì Golden Knee mình được 4 con thôi. Thì mình bán là 150k một con nha các bạn. Còn OBT này, OBT thì vẫn giá cũ nha các bạn. Giá cũ của nó là một cùng 150, nhưng mà các bạn thích thì mình bây giờ mình sẽ bán cho các bạn là 100k một con. Thì đây, thì nay mình lấy một con bé bé ấy. Con nào đây, con này đi. Đây này, mình nhận về mình không có kịp, mình tại vì mình không có thời gian các bạn. Đây, thì nó răng tơ này, nó ở đâu rồi không biết nữa, nó ở đâu trong này. Nhưng mà bữa sau đấy, bữa sau mình làm clip cho OBT ăn thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Rồi các bạn thích thì bạn ủng hộ mình, tại vì bữa giờ mình cái lô cũ của mình ở đây này, thì có con lợn lợn một xíu này.
Bây giờ mình đổ vào nó nhát nó chảy các bạn. Tại vì lô này mình chưa cho ăn luôn á. Đây. Đây này. Lấy cái đèn soi cho các bạn xem luôn. Dạ. Này, nó đây này các bạn này. Đó. Ờ, đây này. Thì đó sao như vậy đó các bạn. Bữa sau đi, bữa sau mình sẽ làm cho các bạn xem. Còn bây giờ thì tiện đây mình cho các bạn xem Salomon bên của mình sinh sản luôn này. Bữa nay nó cũng lớn lắm rồi. Con này không biết lớn hay không này, con này hình như vẫn nhất. Vậy này các bạn này, mình cho ăn rất là căng rồi. Đó. Chờ nó lột xác một lần đấy. Nó căng quá, nó ăn đi không có được các bạn này. Còn đây con này lớn hơn một xíu này. Mình sẽ ship, cố gắng mình sẽ ship cho các bạn nhé. Nếu mà các bạn thích thì mình ship con ok cho bạn đây. Nhìn các bạn này, Salomon Bing này. Để mình thử cho ăn xem nha. Mình không biết nó sẽ ăn hay không, nhưng mà mình nhớ là mình hôm trước cách đây 3 ngày này mình đã cho ăn rồi. Cho nên là mình cũng không biết là bây giờ nó ăn lại không. Chứ bình thường là một tuần nó ăn một lần hoặc hai lần thôi. Mà mỗi lần mình cho ăn 2 đến 3 con sâu lần. Cho nên là mình cũng không biết là bây giờ nó có săn mồi nữa không. Đây. Wow, ăn luôn. Đó, size này này, size này là 2cm rồi các bạn ơi. Các bạn quan sát nha. Nó là hậu ăn luôn, bọn này rất là hậu ăn. Nhanh lợn nữa chứ, nhưng mà cái đồ mát size của nó rất là khủng luôn các bạn. Thì là tầm lên tầm bao nhiêu ta? 24 đến 25cm luôn các bạn ơi. Cho nên là nó rất là khủng. Thôi, bây giờ thì ở đây mình làm lại cái mấy con bọc cạp luôn. Tại vì các bạn nhìn này, những cái nền này. Này, nền của nó này. Tại vì mình nghe người ta mấy bạn chia sẻ nó đã nằm ở đây này. Nhưng mà đát mình thay mồi xong là mình sẽ nệm sâu vào. Thì mấy con sâu nó ăn xong này các bạn này. Xác nó ăn không hết này. Rồi nó cũng luôn một la đấy, nhưng mà không có sao, bình thường mình cho ăn là mình nệm sâu vào thôi là nó thử săn mồi, nhìn rất là thích. Bây giờ mình sẽ lấy cái đất cát này ra, mình sẽ làm cho nó vùn vùn ra lại, xong mình làm thay lại nền cho nó thích. Đấy, không sao. À, con này to hơn này. Đó, mình cho các bạn xem con bên này. Ok, mình lấy cái hộp. À, bây giờ các bạn mà bữa nay lấy OBT của mình á. Ok. Thì các bạn nếu mà thích hộp, hộp mình sẽ kèm luôn cho bạn các bạn hộp vuông này luôn nhá. Hộp vuông này này. Thì mình lấy về thì đợt này là mình có kèm luôn hộp này. Có thể là mình hình như là sắp tới là hộp này mình cũng đang về này. Thì mình bán một cái là 10k các bạn ơi. Thì thì rất là ok luôn, nhưng mà các bạn có thể lấy từ 5 cái trở lên hoặc là mấy cái trở lên, nếu mất công một cái các bạn mua một cái có 10k thì các bạn lỗ tiền ship lắm. Tiền ship thì mình không biết, nhưng mà mình chắc chắn là phải cao hơn tiền hộp. Bình thường lúc nào cũng vậy hết, ở bưu điện lúc nào cũng vậy hết. Cho nên là các bạn mua hộp á thì các bạn nên chọn sao mà cho phù hợp với cái tiền ship. Các bạn lỡ bạn mua một hộp đúng không, tiền ship ở tiền hộp có 10k thôi, nhưng mà tiền ship lên tới 20 đến 30k lần là các bạn lỗ tiền ship luôn á. Cho nên là cũng không có tốt. Nói chung là thiệt các bạn thôi. Thế là mình cũng 10k một hộp này, mất công mình gọi lắm. Cho nên là mình hy vọng là các bạn mua sao mà cho lời các bạn thôi. Còn mình thì ok, sao cũng được hết. Bây giờ mình sẽ bắt con bọc cạp này qua đây này, qua cái hộp này. Rồi mình sẽ làm nền nền. Cái hộp này như hai con nữa này. Ờ đúng rồi, hai con các bạn này, nhìn này. Thì mình sẽ lùa nó qua bên này trước nha. Ôi có sao mà mấy con này. Wow, nhìn này, nhanh không? Rất là nhanh luôn. Đó, cho nó qua này đi. Rồi mình làm lại nền cho nó. Tại vì mình lúc mà mình đổ nước vào các bạn thì nhiều ngày á thì nó sẽ kiểu như là nến nó bị đông cứng lại. Bộ cạp này mình cũng không biết ăn nó độc đến mức nào hết. Nhưng mà này các bạn nhìn này, nó rất là nhanh luôn. Đó, bây giờ nó lớn hơn rồi các bạn. Nhìn nó ra bộ cạp hơn nữa, lúc trước con xíu xíu à. Thì cái dòng này thì mình nhớ là
các bạn cũng không có cần dọn sạch sẽ đâu nhá, không cần dọn sạch sẽ cái này đâu, các bạn chỉ cần làm cho cái nền nó gùn lại thôi là nhìn nó đẹp hẳn ra. Là mình bây giờ mình sẽ bỏ vào một cái bạch bên. Đây, cái bạch này thì mình bình thường mình hay kiểu như là hay gọi mùn cho các bạn vào cái bịch này này cho nó sạch sẽ mà. Chứ cái mình thấy nhiều shop kiểu như là cái lúc nào cũng kèm mùn ở trong cái hộp này này, nhìn lúc nhận về các bạn nhìn nó rất là ấy luôn ấy, rất là kiểu như là lúc các bạn nhận xong rồi cái mùn các bạn nó rớt ra tùm lum hết, cho nên là cũng nhìn cũng không, mình cũng không có thích lắm. Đây, hy vọng là các bạn xem clip của mình thì các bạn thấy vui, với lại là cái này chia sẻ thôi thì cũng buồn, nói chung là đỡ buồn chứ mình sorry các bạn là mình không có thời gian, là việc mình càng lúc càng nhiều luôn thì mình sẽ cố gắng thôi. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ là 8:30 để các bạn này, bình thường lúc trước mình làm thì là ban ngày, không có làm buổi tối, nhưng mà không sao, hơi dơ này. Thế chúng ta không sao đó. Đây, một được một hộp cho hai con bọc cạp rất là ok đó, mùn bắt đầu làm mềm lại rồi. Thì bọc cạp rất là cần cái vỏ cây nhé các bạn, nó cần chịu trụ á, cho nên là các bạn cũng nên. Đây này, các bạn nhìn này, hai con này hơi bẹ này, có con kia nó ăn được nhiều hơn. Vào đi. Ok này, nó sang nhà mở rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn này. Đó, mình nuôi hai con luôn, bữa sau mình nó lớn hơn một xíu nữa thì mình sẽ tách ra. Thì mỗi con một hộp cho nó thoải mái, nó đỡ tranh mồi của nhau. Đầu tiên đây mình sẽ cho sâu luôn, cho nó sâu vào luôn. Mày không biết nó săn mùi không nhờ. Từ từ bỏ lên đây đi. Bỏ lên đây chất sạc nè. Đó, một con sâu. Rồi, nó hơi nhát. Mình nghĩ là bây giờ nó chưa ăn đâu. Thì không sao. Nắp lại. Ok, sang hộp thứ hai. Con này lớn hơn các bạn này. Thì con này là con đầu tiên này, con lột đầu tiên luôn ấy. Thì con này rất là bự luôn. Không sao, coi cái nền con này ở cứng lắm các bạn này. Lát mình cho các bạn xem để mình lùa con bọc cạp này ra ngoài đã. Tại vì mình nhỏ nước vào, nền nó bây giờ nó cứng như xi măng vậy đó. Mình sẽ lật con bọc cạp thôi. Quá đi, ok. Các bạn nhìn này, uầy, các bạn nhìn cái nền này, các bạn nuôi bọc cạp nhiều các bạn biết này, các bạn nhìn này, thì cái nếu mà các bạn nó động tảng cục vậy này, thì các bạn nhỏ nước vào á, là lâu ngày nó sẽ động băng lại các bạn kiểu vậy á, thì cũng không có, mình nhìn này, các bạn nhìn này. Thì mình nhìn nó không có, bên này là con bọc cạp nó không có được thoải mái, kiểu vậy. Mình nghĩ là vậy thôi. Còn nhóc cũng nên các bạn, lâu lâu các bạn nên thay lại nền cho nó. Các bạn không có cát thì các bạn lọc lại cho nó cứng, nó mềm mềm lại thì ok. Đây. Nó sẽ mềm mà thôi, không có sao hết. Mình hy vọng nó sẽ thoải mái lại. Sau mình hy vọng mình sẽ có thời gian mình làm thật nhiều clip các bạn xem. Mình bữa trước mình mới nhận một con AV các bạn. Con AV Toxicolot các bạn. Thì con đó rất là đẹp luôn. Nhưng mà lát mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình không biết là đủ thời gian hay không nữa. Ok. Ok, hợp lý rồi. Đó, bỏ vào. Rồi sang nó qua nhà nền mới cho nó thoải mái.
Ok. Ở đây này. Đó. Ui, nhìn cái bộ cặp nhìn các bạn thấy thì quách không? Kiểu như là cái đuôi lúc nào cũng ngầu lên hết. Đây còn hai con cuối cùng này, chắc mình thấy có hộp này được cho nó thoải mái này, hộp này nó hơi bé. Sao? Đây, hy vọng là ui hình như còn con chết rồi sao á. Ui như là vậy các bạn ơi. Nè, nó chết một con rồi. Hình như là khô quả hay sao á. Nè các bạn nè. Phải không ta? Ừ đúng rồi, một con chết rồi các bạn nè. À nó lột xác không được hay sao nè. Thì bữa nay thì mình mới lên phòng lại 3 ngày rồi mình mới lên phòng lại. Thì ôi con này chưa lột xác nè, con này là bé xị bé tị luôn. Không sao. Không sao. Thì các bạn nuôi mà đúng không? Chăn nuôi các bạn chăn nuôi sẽ có lúc này, lúc nó sống, lúc nó bệnh, rồi lúc thì nó không trải qua thì nó sẽ chết. Cho nên nó cũng tồi lắm. Mình thì tồi lắm thôi. Ok. Con này cũng bị gì à? Không sao, đây này. Nằm ở đây này. Vậy nó có nào chích mình đó. Vậy đang khỏe lắm. Đây. Này các bạn nhìn nền này. Ta phải thay lại nền cho nó. Thì cho nó thoải mái. Mình cũng không có biết tại sao con bò gặp cho nó chết nữa. Tại vì mình nhớ là mình cho ăn đầy đủ rồi. Hay là nó khát nước ta. Tại vì mình nghe nói á là lâu lâu nhỏ một vài giọt nước thôi, chứ bọn này không có bao giờ nó uống nước hay sao ấy. Nó chỉ hấp thụ mùi tất cả nhé, nhìn này, rồi rết. Rết hình như cũng có uống nước, nhìn cũng có uống nước nhé, tất con gì cũng uống nước hết. Nhưng mà cái bọn này nó ít hoạt động cho nên là nó chỉ hấp thụ nước trong con mồi thôi các bạn. Thì là ok là nó đủ rồi, cho nên là cũng không cần nước nhiều. Tại vì bọn này cũng ít hoạt động các bạn. Cho nên là đây. Cho nên là bọn này cũng không có cần nước nhiều. Này cho nó vào đi. Rồi con này nó yếu các bạn. Kiểu như hiện tượng giống như lột xác á. Không sao. Thì mình nghĩ là con này sẽ không ăn ở đâu. Thì sao? Sao thì kiểu như nát. Bỏ đâu rồi nhỉ? Thôi không sao. Thì hôm nay clip của mình làm tới đây thôi. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ hài lòng với clip của mình. Chia sẻ các bạn một ít là có thể trò chuyện với các bạn. Thì mình cũng rất là vui. Với lại là stress một phần. Nói chung là đi làm về, nói chung là làm việc xong rồi mệt. Rồi bây giờ về nhà nói chuyện với các bạn xong rồi cho nhìn ăn này. Xong cũng thấy nó rất là vui các bạn. Đây là một cái góc đam mê với lại là một người bạn của mình. Cho nên là rất là tuyệt vời luôn. Mình hy vọng là các bạn xem clip của mình thì các bạn ủng hộ mình. Thì kiểu như là ủng hộ mình một xíu. Kiểu như là các bạn có thể mua của mình. Rồi là các bạn có thể chỉ cho nhiều bạn kiểu như cũng thích, sở thích kiểu các bạn đó các bạn. Thì các bạn có thể là chỉ qua mình sẽ bán cho các bạn. Tại vì mình chỉ thích dòng nào mình lấy về dòng đỏ thôi, chứ mình không phải là shop nhé các bạn. Cho nên là mình với lại là mình chủ yếu mình chia sẻ thôi. Mình hy vọng là các bạn sẽ vui khi có xem clip của mình. Mình chào các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ.